Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Khắc tên vào tim em. Bộ câu chuyện được viết bởi tác giả An Yên. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn trong câu chuyện này. Sau khi mà xác định tình cảm rõ ràng, và không muốn cho cà chua hiểu nhầm về trái tim của mình dành cho dạ quỳnh thì anh chàng gia khiêm làm rất nhiều điều và muốn danh giới rõ ràng nhất dành cho người mà anh xem là em gái vậy thì chuyện gì tiếp tục xảy đến với gia khiêm và cà chua và cô gái dạ quỳnh của chúng ta tiếp tục phải sống như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị hãy ủng hộ cho tâm an bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 9 của câu chuyện này. Cả chùa khẽ dạ một tiếng, rồi cùng với Gia Khiêm và Quỳnh bước vào trong phòng VIP số 1 vừa mới yên vị cô ấy hỏi ngay khiếp thật đấy chị quỳnh quản anh chi vát ghê thật chỉ là đi uống cà phê với em thôi mà cũng cần giám sát như thế này ạ à? đúng là kiểu suy nghĩ trẻ con nhưng quỳnh chưa kịp nói gì thì gia khiêm đã lên tiếng chị ấy không quản anh thật ra thì chẳng có ai quản được anh cả mà đây là anh quản chị ấy một người vợ xinh đẹp lại giỏi giang như thế này nếu không quản sớm ấy, thì xảy ra một cái là mất ngay Khiêm vừa nói lại vừa âu yếm nhìn Quỳnh Còn tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô Như trốn không người Quỳnh bối rối gạt tay Ừ Cái anh này đang ở quán cà phê đấy Thì sao chứ Đối với anh ấy Em ở đâu cũng giống như ở phòng của chúng mình thôi Cả chùa nghe xong tỏ ra kinh ngạc Hai người chưa đính hôn Hoặc là đăng ký kết hôn mà Vậy mà đã sống chung rồi sao Gia Khiêm bật cười. Em đang ở thời đại nào đấy? Không những bọn anh yêu nhau mà hai bên gia đình đều vun sới tình cảm, thúc giục bọn anh sống chung để sớm sinh em bé cơ mà. Nhưng mà vợ anh bướng bỉnh lắm, đòi cưới rồi mới chịu sống chung, cho nên anh chỉ muốn cưới ngay lập tức. Quỳnh biết Khiêm nói như vậy để cho cả chua không chê Quỳnh dễ dãi và có vẻ như lời nói của Chủ tịch Hoàng Gia Khiêm đã đi đúng mục đích của mình. Cả chua nghe xong mỉm cười Chúc mừng tình yêu của anh chị Chị Quỳnh này Giữ anh khiêm thật chặt nhé Người nhanh ấy bây giờ hiếm lắm thì à À chị không có thời gian để quản đâu Cái gì bị kìm kẹp chặt quá Thì đều muốn bứt ra để tìm tự do em ạ Đến đồ cổ quý hiếm như vậy Người ta còn trưng bày ra để mọi người chiêm ngưỡng Chị cũng phải để tất cả thấy rằng Chị có một tấm chồng xứng đáng chứ Nghe Quỳnh nói như vậy khiêm lại chăm lo cho quỳnh cà chua nói tiếp thực sự em rất cảm ơn anh gia khiêm bởi vì luôn bên cạnh chia sẻ cùng em từ trước đến nay nhất là những lúc em ốm đau hay khó khăn kể cả khi anh đi du học ở nước ngoài nhưng mà vẫn luôn quan tâm đến em em chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi ạ à? gia khiêm cũng gật đầu ok anh chấp nhận lời cảm ơn nhé và dù anh cưới vợ nhưng mà anh luôn xem em là cô em gái bây giờ có thêm cả chị Quỳnh nếu như em cần giúp và trong phạm vi cho phép anh chị nhất định sẽ giúp em Quỳnh để ý ánh mắt của cà chua nhìn Ra Khiêm có chút buồn có chút tiếc nuối nhưng tuyệt nhiên không có sự trách cứ Quỳnh hiểu cách nói chuyện của Ra Khiêm bởi thật ra cà chua cũng chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu anh nên anh không thể nào nói câu từ chối nhưng cách chối từ khéo léo nhất trước những hành vi có thể vượt qua giới hạn của người khác chính là khẳng định hạnh phúc mà mình đang nắm giữ để đối phương tự ý rút lui. Người đàn ông của Dạ Quỳnh đã chọn cách xử lý thông minh đó. Cả ba người trò chuyện một lát rồi cả chua xin phép ra về. Gia dạ Khiêm quay sang Quỳnh nói Em có muốn đi đâu nữa không? Mấy khi chịu nghỉ một buổi đi dạo với chồng nhé. Dạ thôi, em muốn về phụ bếp với Vú Năm cho vui kẻ một mình Vú lại buồn. Nhưng đang còn sớm hay mình qua nhà bố mẹ chơi một lát đi chắc là bố mẹ nhớ em lắm đấy ừ vâng thế cũng được ạ à. cà chua lúc này nhìn một màn trước mắt em thấy hai người hạnh phúc mà em tủi thân quá không biết đến bao giờ em mới có được tình yêu như vậy không phải lo đâu em ạ à. như chi pu bây giờ cũng đang rong ruổi sự nghiệp đã tính đến chuyện yêu đương đâu em va chạm cuộc sống sớm hơn em ấy chắc chắn em trưởng thành sớm hơn cũng như chị thôi học xong đại học chị mở cửa hàng hoa nên chị tin chắc rằng hạnh phúc luôn luôn mỉm cười với em chị và anh khiêm đến với nhau rất tình cờ bởi vậy em đừng tủi thân nhé những gì quỳnh vừa nói rất chân thật và chẳng biết cà cả chua cảm nhận được sự chân thành ấy mấy phần chỉ là cô bé gật nhẹ đầu rồi đứng dậy dạ vâng vậy em xin phép anh chị Khiêm và Quỳnh lúc này cũng đứng dậy. Chúng ta cùng đi thôi. Ba người vừa rời khỏi phòng VIP số 1 thì gặp ngay quản lý Hưng. Anh chàng thấy ra Khiêm có vẻ tươi tỉnh hơn. Ái chà chà, chủ tịch hôm nay đi với vợ nên trông tươi tỉnh hẳn nhỉ. Mấy ngày chị Quỳnh bận công việc, anh Khiêm cứ như người mất hồn ấy ạ. À? Quỳnh nghe như vậy thì cười rất tươi. Em chỉ được cái miệng thôi, anh Khiêm quả là giao việc đúng người. Không có chị, anh ấy vui lắm, vẫn quản lý cả một tập đoàn đấy thôi, có bị làm sao đâu. Hưng lúc này mới quay sang chào cà chua, rồi lại nói tiếp. Đấy là chị Quỳnh không thấy anh Khiêm, hai ngày vừa rồi. Quản lý lại quay sang nhìn cà chua. Chị An hôm nay rảnh rỗi ghé quán chơi đi ạ. À? Ừ, chị qua gặp anh Khiêm có một chút việc, lâu ngày anh em chưa gặp nhau. Gia Khiêm lên tiếng. Khách đông nên khá mệt đúng không? À, hay là tối nay Về nhà anh đi Vũ Năm hôm nay nấu nhiều món ngon lắm Vậy à Lâu rồi em không được ăn đồ của Vũ nấu Nhưng mà như vậy Có cản trở gì anh chị không ạ à? Khiêm nghe xong cười ha ha Cản trở cái gì Cái thằng này nói hay thật Anh chị ở với nhau cả đời Chứ có phải là một buổi tối đâu Vũ Nam vẫn ăn cùng với anh chị Thì có làm sao đâu Bây giờ anh chị qua nhà bố mẹ chơi một lát rồi về Khoảng 6 giờ 30 Em qua nhà anh ăn tối nhé. Hưng nói ok rồi tạm biệt ba người. Cả ba chưa ra đến cửa quán thì gặp ngay chú Minh Nhật. Ông thấy con gái đi cùng với Gia Khiêm và Quỳnh thì nhíu mày nhìn cà chua rồi đưa mắt sang Gia Khiêm. Cuối cùng ông lên tiếng hỏi. Cà chua đây à? Con đến đây có việc gì sao? Hay là đi chơi cho khôi khỏa? Bỗng nhiên đứng trước người bố quốc dân này, cà chua lại lắp bắp. Um, dạ con, con có chút việc và con giải quyết xong rồi bố ạ à. ông minh nhật vẫn không rời ánh mắt khỏi con gái cà chua thực sự rất sợ ánh mắt này trước người bố cô không thể nào nói dối và ánh mắt của ông như nhìn xuyên thấu những suy nghĩ của cô thành ra cô chỉ biết gật đầu nói ra những lời đó ông nhật lại tiếp tục thế bây giờ con về nhà hay đi đâu dạ con về nhà ừm về làm cơm với mẹ cho vui Bố mẹ rất nhớ con Lâu nay vì nhiều dự án Nên cả chua ở lại nhà riêng của mình Nhưng ông Minh Nhật luôn luôn bảo cô Chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà Chính là tù ấm Có ông và bà Tuệ Nhi Cùng với em trai Bởi vậy khi ông nói về nhà Cô hiểu rằng người bố rất mong bữa cơm sum họp Bố Nhật không nói nhiều Không bao giờ mắng mò cà chua Nhưng những lời bố nói Luôn khiến cho cô thấm thía Cà chua bất giác nhận ra Bao nhiêu bon chen ngoài kia Đâu thể nào đánh đổi Bằng bữa cơm gia đình chứ Cả chùa xin phép đi trước Ông Nhật và cặp đôi Khiêm Quỳnh Tạm biệt cô Khiêm mỉm cười lên tiếng Cô chú vẫn khỏe chứ ạ à? Ừ Cô chú bình thường Các con có bận lắm không Chú gặp hai con một chút Dạ vâng ạ à. Bọn con đang định về nhà bố mẹ chơi một chút Rồi về bên nhà con ăn tối Có việc gì thế hả chú? Ông Nhật quay sang người bên cạnh mình và nói Cậu vào phòng VIP số 2 chờ mọi người nhé Tôi đặt trước rồi Tôi gặp hai bạn trẻ này một chút Khi đối tác đến thì cậu nhắn cho tôi Người bên cạnh chú Nhật là một trợ lý kinh nghiệm Mặc dù ông đã trao quyền quản lý cao thị Lại cho con trai và con gái Nhưng bởi vì khoai tây đang du học ở nước ngoài Cà chua lại vừa quản lý công ty riêng Vừa chạy qua chạy lại tập đoàn Nên nhiều hợp đồng lớn Ông Nhật vẫn đứng ra giúp đỡ con gái mình Nghe lời của ông, Gia Khiêm và Quỳnh lại quay vào phòng VIP số 1 cùng với ông. Vừa mới ngồi xuống, ông Nhật nói luôn. Có phải cà chua lại gây ra chuyện gì có đúng không? Chị Vát à, con không nên giấu chú. Lời ông vừa hỏi, như một lời cảnh cáo khiến Gia Khiêm không thể nào nói dối được. Chú Minh Nhật là một người đàn ông tinh tế và đáng nể trọng. Thế nên Gia Khiêm bộc bạch luôn cùng với chú dạ thực ra là không có chuyện gì quan trọng lắm đâu chú chú cũng biết con và cà chua cũng như các anh em thân thiết của con chúng con chơi với nhau từ bé nhưng em cà chua lại hay trò chuyện với con hơn những người anh em khác tuy nhiên thú thật là con yêu dạ quỳnh mối quan hệ anh em với cà chua cần làm rõ ràng một chút quỳnh không ghen nhưng mà con không muốn cô ấy khó xử chú ạ à? bởi vì có nhiều lần cà chua khiêm còn chưa biết nói thế nào thì chú minh gật đầu chú hiểu rồi vậy là con bé dù không nói thẳng ra nhưng mà có những hành động đi hơi xa so với quan hệ anh em đơn thuần có phải không dạ vâng gần như là như vậy chú ạ à. nếu dạ quỳnh chưa xuất hiện trong cuộc đời của con thì lúc em an ốm đau cần con đưa đi bệnh viện hay là khi say cần con đưa về con sẵn sàng kể cả bây giờ con và Quỳnh luôn giúp đỡ em ấy Bởi vì chúng con xem An như chi pu thôi Nhưng ý của em ấy Lại không như Ý của Quỳnh và con Nên hôm nay Con đưa Quỳnh đi cùng với con à Ông Minh Nhật nghe xong Chợt nhớ đến bức ảnh Để ở phòng làm việc trong nhà riêng của Tuệ An Và để ở trong tủ đầu giường của con bé Đều là hình của Gia Khiêm Ông biết con gái ông Không chỉ có tình cảm anh em đơn thuần với Chi Vát nên ông nén tiếng thở dài tình yêu không thể nào ép buộc con người không nên ép mình vào những mối quan hệ vốn không thuộc về mình con bé chưa thể nào hiểu được hậu quả của việc ấy trước đây ông từng yêu đến si mê cô gái mang tên loài hoa tường vi nhưng rồi khi biết trái tim của vi không thể nào thuộc về ông thì cao minh nhật đã dừng lại và chúc phúc cho cô ấy ông hiểu rằng tình yêu thật sự chính là nhìn người mình yêu được hạnh phúc và nhờ vậy ông đã có được một tình yêu trọn vẹn và đúng nghĩa với bà Tuệ Nhi. Cả chua đang còn trẻ, suy nghĩ còn nông nổi nên không thể nào hiểu được điều đó. Nhưng ông không thể nào để con gái của mình phải gánh chịu hậu quả. Ông nói luôn: trước hết chú thầy mặt cả chua xin lỗi các con. dù con bé chưa gây ra chuyện gì đáng tiếc và các con chọn cách nói chuyện để giải quyết vấn đề. Chứng tỏ rằng hai con rất tôn trọng cô chú Với cả cà chua Nhưng chú vẫn xin lỗi Bởi vì thái độ của con bé Một phần là do lỗi của cô chú Cà chua lớn lên trong sự bao bọc Vì lúc mới sinh ra Con bé chịu nhiều thiệt thòi Nhất là sau lần suýt bị bắt cóc Cô chú không dám để con bé xa mình Chị Pu đi du học Nghĩa là có cơ hội cỏ sát Chưa cà chua thì không dám cho đi Việc nó vừa cáng đáng tập đoàn cùng em trai, lại vừa lo công ty riêng, cũng là một cách để cọ sát. Gia Khiêm nghe xong gật đầu. Cháu hiểu, cháu có nghe bố mẹ kể chuyện của cà chua lúc còn bé, nên cháu rất thương và xem như em gái. Nhưng thực sự chúng cháu không hề trách em ấy đâu chú, chỉ là mọi chuyện muốn được tốt đẹp hơn, không ảnh hưởng đến tình cảm anh em thôi chú à. Ừm, tuy chú không phải là bố ruột của con bé nhưng rất hiểu tính của nó vì được bao bọc nên nhiều lúc nó trở nên ích kỷ hiếu thắng chưa chưa hẳn là tình cảm nam nữ đâu nhưng từ chuyện nhỏ có thể trở thành chuyện lớn vì thế chú nghĩ nên ngăn chặn cái xấu khi nó chưa kịp hình thành thì tốt hơn cháu ạ à? vừa lúc đó ông nhận nhận được tin nhắn của người trợ lý nói rằng đối tác của ông đã đến ông kết thúc cuộc trò chuyện Thôi được rồi, bây giờ chú bận. Cảm ơn các con đã nói sự thật cho chú. Chú biết cách để trò chuyện khéo léo với cả chua, để cho con bé hiểu. Các con cứ yên tâm, cho chú gửi lời thăm hỏi sức khỏe. Tôi chồng bác sĩ Bảo Long nhé. Gia Khiêm và Quỳnh cảm ơn chú Nhật, rồi vui vẻ ra xe về nhà ông Long và bà Thư. Buổi tối hôm đó, ông Minh Nhật về nhà, vừa bước vào phòng khách, ông đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai mẹ con bà Tuệ Nhi từ trong gian bếp vọng ra ngoài. Ấm cúng là đây. Ông vui vẻ lên tiếng. Đói cái bụng quá. Cả chùa hình như vẫn hơi ái ngại khi nhìn thấy ông. Cô không vui vẻ như ngày thường. Không thấy bố nói gì. Cô díu dít dọn cơm. Cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng với bà giúp việc. Ông Nhật cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông không muốn bà Tuệ Nhi phải nghĩ ngợi nhiều. Ăn tối xong xuôi, ông Minh Nhật nói với cà chua. Con gái này, con lên xem giúp bố. Mấy mẫu thiết kế mới nhá. Bố định thay đổi không gian làm việc một chút. Cho nó mới mẻ mà. Cà chua bước theo ông. Nhưng trong lòng cô vẫn không biết đối diện với bố như thế nào. Nếu như bố cô hỏi chuyện lúc chiều. Tuy nhiên lên đến nơi, quả là ông mở máy tính cho cô xem. Những mẫu thiết kế. Bởi vì là chuyên môn của mình, nên cô vui vẻ say sưa tư vấn và chọn cho bố. Xong xuôi cô nói với ông, "Mẫu đó đẹp và sang nhất đi bố ạ." À? Ông Nhật gật đầu hài lòng. "Ừ, um, đúng rồi. Cái gì cũng phù hợp thì mới đẹp con ạ. À. Con người chúng ta cũng thế, bố chỉ hạnh phúc khi ở cùng với mẹ và các con thôi." Nghe bố nói cả chua hiểu ngay ra hàm ý, bố con cô thường tâm sự nên cô hiểu cách nói của ông Nhật nhưng cô vẫn muốn hỏi bố bố à vậy chẳng nhẽ chúng ta không nên đấu tranh vì tình yêu của mình sao tình yêu mà không vụ lợi là tình yêu chân chính thì mình có nên đấu tranh không ạ à? ông minh nhật cười con gái này yêu là chuyện của trái tim nó không phải là hợp đồng kinh tế để mà tranh giành nếu người ta đã tìm được mảnh ghép phù hợp con tranh giành liệu có thể hạnh phúc trọn vẹn hay không Chẳng nhẽ bố không muốn cho con hạnh phúc bên người mà con yêu sao? Con nên phân biệt tình yêu và tình thân, đấu tranh chính nghĩa và tranh giành ích kỷ. Bố luôn muốn cho con hạnh phúc, nhưng bố không muốn con giành giật hạnh phúc một cách mù quáng, để rồi phải gánh chịu hậu quả. Bố không muốn con bị tổn thương. Cả chùa tỏ ra rất khó chịu, chẳng hiểu sao cô lại buông ra một câu. Bố đừng ngụy biện, bố biết là con thích anh khiêm, nhưng bố không muốn gả con vào nơi tử tế chỉ vì con không phải là con ruột của bố có đúng không bố mới chính là người ích kỷ câu nói đó không chỉ khiến ông cao minh nhật chết lặng mà còn khiến một thân ảnh đứng sau lưng tuệ an sững sờ bà nhi vừa lên đến nơi nghe những lời con gái nói ra bà bực tức lao vào trong phòng tát bốp vào mặt của cà chua hộn láo đổ vô ơn còn có biết con vừa nói cái gì hay không Cả Chua sững sờ trước hành động của mẹ. Đến cả mẹ, mẹ cũng không thương con. Cả mẹ cũng đánh con có phải không? Bởi vì con đáng bị đánh. Bà còn chưa nói hết câu thì cả Chua đã chạy vụt đi trong tiếng nước nghẹn ngào. Ông Minh Nhật vội vàng gọi theo con. Anh cứ mặc kệ nó, để nó một mình rồi mở cái não ra mà suy nghĩ chứ. Tại sao nó lại nói ra những lời điên khủng như thế? em à cà chua nó rất nhạy cảm có thể nhất thời con bé nói vậy thôi em biết tính của con mà ông minh nhật lo lắng lắm ông bước lại cửa sổ và nhìn xuống thấy xe của cà chua vừa mới rời khỏi nhà trời bỗng đổ ập một cơn mưa ông nói nhanh mưa rồi để anh đi theo con bé nếu giờ này đến những nơi như quán bar mà say xỉn thì nguy hiểm lắm cả đời con bé bị ảnh hưởng em à nói nó thế thôi chưa chuyện gì nó cũng tỉ tê tâm sự với anh chắc là nó đang tức giận đấy bà nhi vội vàng ôm chầm lấy chồng mình nhật ơi em sai rồi em sinh ra con mà em không hiểu con em không dạy nổi nó nếu không có anh liệu mẹ con em có được ngày hôm nay hay không chứ nói nó vô ơn thế mà anh còn lo cho nó sao anh cứ để cho nó tự lập đi nó 23 tuổi rồi, bằng tuổi nó, người ta đã làm được bao nhiêu thứ rồi. Cuộc sống của nó từ ngày gặp anh cứ như được ngậm thìa vàng. Nó như công chúa, nó được yêu chiều, nên bây giờ nó sinh ra ích kỷ đấy anh ạ." À. Ông Minh Nhật quay lưng, sau đó ôm lấy vợ mình. "Nhi này, bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của con. Em hiểu không? Bây giờ em buông anh ra." Chờ anh ở nhà Anh đi một chút rồi anh về ngay Anh không trực tiếp đưa con bé về đây Mà anh sẽ nhờ một người đáng tin cậy Em yên tâm nhé Ở nhà bình tĩnh nghe chưa Dù ở bên cạnh ông Nhật hơn 20 năm Nhưng ông vẫn luôn cưng chiều bà như vậy Chính vì vậy mà bà Nhi lại cảm thấy ngực mình thắt lại Khi nghĩ đến những lời nói vừa rồi Của con gái Nhìn rằng ông vội vã rời đi trong màn mưa bà chỉ biết cầu trời để cà chua hồi tâm truyền ý một người cha như cao minh nhật đời này có được bao nhiêu chứ càng thương chồng bà lại càng bực con bà ngồi thụp xuống ghế ôm ngực khóc nức nở bác giúp việc đi lên thấy như vậy liền bước vào giọng nói lo lắng bà nhi có chuyện gì vậy bà bà cứ bình tĩnh bà bị bệnh tim cơ mà bác lan ở cùng với gia đình bà 10 năm nay sau khi bà vú trông cà chua và khoai tây về quê dưỡng già bởi vậy bà nhi rất tin tưởng bác lan bà sụt sịt kể lại tất cả mọi chuyện bác giúp việc nghe xong chỉ biết thờ dài cô cà chua còn trẻ người non già bà đừng có buồn tôi tin là cô ấy sẽ thay đổi thôi ông nhật tâm lý lắm bà cứ yên tâm đừng có suy nghĩ nhiều mà bệnh ra trong khi đó giữa màn mưa tầm tã địa điểm đầu tiên ông cao minh nhật tìm đến là nhà riêng của cà chua thấy cửa đóng then cài ông biết con gái chưa về đây nên lại chạy đến quán ba s thực ra ông vẫn hy vọng con về nhà sẽ an toàn hơn nhưng khi không thấy cà chua ông lại nghĩ đến khả năng ban nãy ông nói với vợ tối chủ nhật nên quán ba rất đông ông lòng vòng xung quanh quán ba một chút để thấy xe của cà chua hay không bởi vì ông nghĩ nếu cà chua mới đến thì chắc chắn xe để ở vòng ngoài. Và đúng như ông dự đoán, xe của cà chua đang ở đây. Ông Nhật lo cho con bé vào đây lỡ say, lại gọi ra khiêm đến hoặc bị lợi dụng rất nguy hiểm. Thế nên ông nhanh chóng tìm chỗ dừng xe, đeo khẩu trang và che dù bước vào. Ông Minh Nhật đi lại chỗ trường bảo vệ và mở khẩu trang chào hỏi. Trường à? Dĩ nhiên là những người thân thiết với chủ tịch Gia Khiêm thì trường đều biết bởi vì cậu là tổ trưởng tổ bảo vệ ở đây Từ ngày quán ba mới thành lập Ơ ừ, cháu chào, chào chú Minh Nhật Trời mưa to thế này Mà sao chú không đi vào quán Lại đến đây à Ông Nhật đưa tay lên miệng suyệt một tiếng Rồi ghé tai trường nói tiếp Bạn nãy Tuệ An vào đây đúng không Con bé mới ra viện Nghe bảo có bạn gọi đến đây Nhưng mà chú thấy lo quá Lỡ nó uống say lại ốm thêm Thì tội nghiệp nó Nếu chú vào gặp trực tiếp Thì lại mất mặt con thế nên chú có thể nhờ cháu nói với một người đáng tin cậy tìm an không nếu nó say thì đưa nó về nhà chú có được không con con nói thật con chưa thấy ông bố nào như chú gặp phải chú long với cô thư anh khiêm lỡ có say thì chú ấy ném ra ngoài mưa luôn hả ạ à? <laughs> nhưng chi vát là con trai lại có sức khỏe chứ tuệ an nhìn thế thôi nhưng dễ ốm vặt lại là con gái nên là chú lo hơn chú cứ yên tâm bạn nãy cháu thấy chị An mới che dù vào Để cháu xếp nốt mấy cái xe ngoài kia Rồi cháu vào trong cháu tìm chị ấy Cháu bảo là em họ của cháu đưa chị ấy về Nếu không thì à Cháu đưa chị An về Trước 11 giờ rưỡi à? Ông Minh Nhật nghe xong vỗ vai trường Chú không biết nói gì Ngoài lời cảm ơn cháu chỉ vát quả là có mắt nhìn người Dạ vâng Chú cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi Mưa to thế này Đứng ở đây không tốt đâu ạ à? ông minh nhật cảm ơn trường một lần nữa rồi ra xe đi về khi ông về tới nhà thấy vợ đang ngồi trong căn phòng ban nãy với đôi mắt đỏ hoe ông bước đến ôm lấy bà sao lại khóc anh về rồi đây còn đến quán bà s của gia khiêm lát nữa có người đưa con bé về em yên tâm chưa bà nhi ngước đôi mắt nhìn chồng nó say thì tự nó về nó làm được thì tự nó chịu đi còn với cái, đúng là học cho lắm chữ, mà không có văn hóa sống thì vứt anh à. Ông Nhật ngồi xuống vuốt mái tóc nhẹ nhàng của bà giống như y trước đây. Em cứ bình tĩnh, con bé sẽ thay đổi thôi. Ông húng hắng hò mấy tiếng, khiến cho bà Nhi cau mày. Anh mệt à? Mấy hôm trước anh đau đầu, em bảo anh đi kiểm tra sức khỏe mà anh không chịu nghe cơ. Bây giờ mình có tuổi rồi, đừng có chủ quan. Không phải như lúc còn trẻ đâu anh à Trời đất ơi Em cứ hay lo xa Anh cao số lắm Không sao hết Em đi ngủ đi kèo mệt Anh đợi con bé một chút xem thế nào nhé Anh cũng ngủ đi Anh làm việc cả ngày rồi Mà anh đã nhờ người ta rồi còn gì nữa Anh thức thì em cũng thức theo Đã bao giờ anh ngủ trước Khi con bé về đâu Biết thế tại sao còn hỏi nào Em ngủ đi anh xem lại hợp đồng lúc chiều luôn bởi vì trong phòng làm việc có một chiếc giường nên bà nhi lại đó và nằm xuống em ở đây để nhìn thấy anh cơ không có anh em không ngủ được bà tuệ nhi phát hiện ra bị bệnh tim cách đây hai năm bệnh của bà không quá nặng nhưng mà ông nhật lại càng chăm bà hơn trước ông không bao giờ để bà lo nghĩ hay là kích động hơn hai mươi năm cạnh ông bà nhi chỉ chìm đắm trong hạnh phúc được đi mọi nơi, được yêu chiều và bảo vệ. Anh chàng Cao Minh Nhật ngày trước chưa bao giờ buông tay bà mỗi đêm trên giường ngủ và không quên chuẩn bị kem đánh răng cho bà vào mỗi buổi sáng. Mẹ con bà cứ an nhiên sống trong vòng tay của ông. Công việc của cà chua nhiều. Hôm nào con nói về nhà ngủ, ông Nhật luôn chờ đợi con bé. Và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Ông đắp chiếc chăn mỏng cho bà, vỗ về bà ngủ rồi ngồi cạnh bà trên giường, mắt nhìn qua lớp cửa kính hướng về phía ngoài cổng. 11 giờ, ông Nhật thấy xe của Cà Chua di chuyển vào trong cổng, ông vẫn ngồi nhìn xuống như vậy. Một lát sau ông thấy một chiếc taxi dừng trước cổng nhà và dáng người cao cao gầy gầy của Trường bước ra. Anh tạm biệt bà giúp việc rồi lên taxi. Ông Nhật lúc này cười yên tâm, vậy là cậu ấy đã đưa Cà Chua về rồi sau đó gọi taxi trở lại quán ba, không biết con bé có say không. lúc nãy ông bảo bác Lan nấu canh giải rượu và đem vào phòng ngủ cho con bé. nợ đêm hôm có chuyện gì còn biết xử lý. ông chờ khoảng 20 phút sau mới ghé sang phòng của cà chua và hé cánh cửa nhìn vào. bà Lan còn nằm đó chưa ngủ thấy ông nhẹ nhàng bà bước ra ngoài thì thào. cô An không say lắm đâu ạ. Cậu kia bảo cô chỉ uống có vài ba ly Nhưng tôi cho cô uống canh giải rượu rồi Tôi ở đây Ông cứ yên tâm đi nghỉ ạ à? Ông Nhật nghe xong cảm ơn bác Lan Rồi quay về phòng Bác giúp việc thấy ông hơi lạ Nên bước hẳn ra ngoài nói với ông Ông Nhật này Ông mệt có phải không Ông có cần tôi lấy nước ấm Hay chút gì đó cho ông không Ông Nhật lắc đầu Tự dưng ho lên một tràng dài À không Tôi chỉ ngủ một giấc là khỏe ấy mà Hơi nhức đầu một tí Nói xong ông bước về phòng làm việc Bà Nhi cũng thức dậy từ lâu Cà chua về rồi có phải không? Ông gật đầu nói lại những lời bác Lan vừa kể Thấy chồng hung hắng ho Bà Nhi đặt tay lên chán của ông Ôi trời Anh Nhật, anh sốt rồi đấy Không sao Anh chỉ nhức đầu một tí Ngủ một giấc là khỏi ngay Bà Nhi bước lại tù thuốc vừa lấy thuốc giảm đau hạ sốt vừa nói anh cứ uống viên thuốc rồi nằm xuống nghỉ sáng mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay cho em thôi được rồi em cứ lo xa ông nhật mỉm cười và uống xong thuốc thì bà cũng sang phòng ngủ ông minh nhật nằm một chút rồi thiếp đi rất nhanh chắc là ông quá mệt rồi bà nhi nóng ruột nên không dám ngủ chốc chốc lấy tay đặt lên trán của ông để kiểm tra nhiệt độ bỗng nhiên một nỗi lo sợ bùa vây lấy bà đêm nay tại sao lại dài thế điều lo lắng của bà quả là không sai bởi chỉ hơn một tiếng sau chán của ông nhật lại nóng gian lên lần này bà nhi không chỉ trường mát lau người cho ông bằng nước ấm mà còn dán cả miếng hạ sốt cho ông nhưng cứ giảm nhiệt được một chút rồi bà lại thấy mồ hôi lấm tấm trên chán của ông và chán lại tiếp tục nóng hổi một mình bà không thể nào dìu ông xuống ô tô để tới bệnh viện Lại không thấy ông ho Nên bà Tuệ Nhi trông trời sáng thật nhanh Nếu ông mà còn sốt cao Bà định sẽ gọi cho xe cấp cứu Tình trạng của ông Nhật cứ hạ sốt được một chút Lại lên cơn sốt cho đến tận 5 giờ sáng Bà Nhi liền bấm máy gọi cho Thiên Vương Thấy bà gọi từ sáng sớm Vương biết có chuyện gì cần Nên anh vội vàng nghe máy Dạ cô Tuệ Nhi Con nghe à Kèm đi à con đến nhà cô có được không chú nhật sốt từ đêm hôm qua tới giờ nhẹ giọng bà nhi run rẩy thiên vương bật dậy khỏi giường lao nhanh ra ngoài xe vừa khởi động xe vừa nói vâng vâng con đến ngay đây chưa đầy 10 phút sau vương có mặt bên cạnh giường ông minh nhật sau khi kiểm tra nhiệt độ anh quay sang nói với bà nhi chú nhật bị thế này từ bao giờ hả cô sốt lì bỉ như thế này thì chưa nhưng dạo gần đây chú ấy hay kêu nhức đầu Cô bảo đi kiểm tra thì lại không chịu Chú ấy cứ chủ quan Tối qua chú có đi ra ngoài lúc mưa to Khoảng 30 phút Sau đó chú sốt khoảng từ 12 giờ đêm Cứ cho uống thuốc hạ sốt được một chút Lại bắt đầu nóng lên Lúc đầu thì ho Nhưng mà từ khi nằm ngủ Thì không thấy ho nhiều Cháu hiểu rồi Chú ấy cần nhập viện của Ấy Kèm mà, có chuyện gì thế? con cứu chú ấy, cô, cô cứ yên tâm, mạng của chú ấy lớn lắm, nhưng con phải đưa chú ấy đến bệnh viện, bởi vì ở đấy có nhiều máy móc trang thiết bị sẽ giúp cho quá trình chuẩn đoán bệnh chính xác hơn. bây giờ cô đi cùng với con nhé. bà Nhi nhanh nhẹn chuẩn bị vài thứ rồi đi sang phòng của cà chua, nhắn nhủ với bà giúp việc. bà Lan cũng vội vàng cùng bà đi xuống xe. Thiên Vương bế ông Minh Nhật nằm ra ghế sau cùng với bà Nhi. Bà Lan khép cổng lại Nhìn chiếc xe đầy lo lắng Xe lăn bánh lao vút tới bệnh viện thiên vĩ Khi trời vừa mới sáng Mưa cũng tạnh rồi Nhưng lòng người phụ nữ lúc này Thì không thể nào yên Xe đến bệnh viện 5 giờ rưỡi sáng Vì được thiên vương báo trước Nên các y tá chuẩn bị sẵn sàng băng ca Giây phút ông nhật rời khỏi bàn tay bà Nhi Và được đặt lên băng ca Ông đang ngủ mê mệt Và bà Bà cảm thấy lòng mình hững đi hơn 20 năm ở cạnh ông Chưa bao giờ bà lo sợ đến như thế này Bà thấy thiên vương chạy vào phòng kế bên thay áo blue Rồi bấm nút báo động đỏ Sau đó có một số bóng Các bác sĩ áo trắng Cùng với các y tá chạy về phía phòng cấp cứu Điều đó khiến bà Nhi nghĩ rằng Một là vương chuẩn đoán bệnh của ông Nhật Không hề đơn giản Hai là bác sĩ muốn có sự hỗ trợ của nhiều chuyên khoa Nên báo động đỏ cho yên tâm dù là nghĩ theo cách gì thì tay của bà cũng đang run rẩy đan vào nhau ngồi trên băng ghế chờ mắt của bà nhìn về phía phòng cấp cứu cao minh nhật đạn bắn anh không chết rào đầm anh không gục vậy thì đừng bỏ em ở tuổi xế chiều có được không anh là người đã hy sinh quá nhiều vì em trai song sinh vì gia đình và vì cả mẹ con em anh đã làm quá nhiều cho mọi người Bây giờ anh phải kiên cường chứ Bà Nhi chỉ biết động viên chồng trong tiềm thức Cũng như một cách để tự chấn an mình Nhưng rồi bà không bớt đi sự lo lắng Bà ngồi như tượng đá 15 phút Bà quyết định gọi cho một người Chị Vi à Bà tưởng Vi giờ này đang nằm trên giường Vì sự treo chọc tối qua của ông chồng soái ca Sự cưng chiều đến mức thượng thừa của ông Thăng khiến một số buổi sáng của bà bỏ luôn tiết mục tập thể dục trong khi đó vợ chồng của bà lại rèn luyện quá đều đặn nên trông cường tráng lắm thấy cuộc gọi đến lúc sớm mai của bà tuệ nhi bà vi ngồi bật dậy ừ chị đây tuệ nhi à có chuyện gì thế em bà nhi bỗng nghẹn ngào tựa như những giọt nước mắt kìm nén này có dịp để tuôn ra chị ơi anh nhật anh ấy Bà Vi nghe đến đây thì hỏi dồn dập Anh Nhật bị làm sao? Em đang ở đâu à? Anh ấy suốt cả đêm chị ạ à? Em gọi kem đưa đến bệnh viện Giờ đang trong phòng cấp cứu Nhưng mà em sợ lắm Anh chị tới ngay Em đừng khóc bình tĩnh Bình tĩnh đi Nhi Bà Vi vừa nói vừa chạy ào ào vào nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt và thay đồ 5 phút sau Bà vừa đi xuống lầu vừa gọi Chồng ơi, chồng, anh đâu rồi? ông vương thăng đang tưới cây ngoài sân nghe vợ gọi thì nói vọng vào trong nhà đây anh ở ngoài này anh bảo bác làm vườn làm cho đi lên thay đồ rồi đến bệnh viện anh nhật đang cấp cứu anh ạ à? ông vương thăng ngạc nhiên lắm vừa dừng ngay công việc đang làm vừa hỏi cái gì cơ thế anh nhật bị làm sao mà cấp cứu người giúp việc phụ trách vườn tược chạy lại làm tiếp công việc của ông bà bà vi nói luôn anh nhật suốt cả đêm Sáng nay kèm đến đưa đi cấp cứu rồi Anh nhanh nhanh cái chân lên nào Ông Thăng vội vàng thay đồ Rồi ngồi vào trong xe Không quên gọi điện cho mấy ông bạn bác sĩ của mình Cùng đi tới bệnh viện Hơn 6 giờ sáng Bà Nhi thấy không chỉ vợ chồng ông Thăng Mà cả vợ chồng bác sĩ Trọng Bác sĩ Long Và bác sĩ Thiên Vĩ cũng đến Ba người vợ ngồi cạnh bà Nhi Bà Tường Vi hỏi ngay Sao rồi em Họ chưa ra ngoài à dạ vâng cơ đóng như vậy từ năm rưỡi tới giờ chị ạ à? bà linh lúc này vỗ về không sao đâu em chắc là chỉ bị sốt vi rút thôi em thấy kem nó bấm báo động đỏ mà nguy hiểm mới bấm có đúng không các anh các chị bà thư nói luôn chắc là nó muốn trần đoán cho chính xác ấy mà anh nhật chắc chắn là ổn thôi em đừng lo bà tường vi im lặng lo lắng Nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, người đàn ông nằm trong đó quá hiền lành, quá đức độ. Cả đời bà nợ Minh Nhật một tấm chân tình. Người đàn ông vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng bà, gạt bỏ ích kỷ để vun vén cho bà và Vương Thăng được một hạnh phúc trọn vẹn. Một con người cao thượng như thế, chắc chắn ông trời sẽ thương. Lúc này bà Nhi mới để ý cửa phòng cấp cứu hé mở, rồi lại đóng lại ngay. Không phải bác sĩ chờ ra, mà có thêm ba vị bác sĩ tuổi xế chiều đã thay áo bờ lu bước vào trong đó. Họ quả là những người bạn tốt, những người chi kỷ. Trong khi đó tại nhà ông Minh Nhật, hơn 6 giờ sáng, cà chua mở mắt và nhìn xung quanh. Cô nhớ tối hôm qua mình tới quán ba, ngồi ở quầy rượu, uống hai ly cho đỡ chán, rồi định về nhà riêng ngủ một giấc. Nhưng không hiểu tại sao, cậu trường bảo vệ lại cứ nặng nặc đưa cô về đây. Đây chẳng phải là nhà bố mẹ của cô sao? Một là trường sợ cô say rồi đưa cô về dù cô bảo rằng là cô không say. Hai là có thể ra khiêm thấy cô ngồi uống rượu và nhờ trường đưa cô về. Đúng là trách nhiệm của một người anh đối với một người em gái. Cả chùa cười nhạt là cô quá đưa tình. Rõ ràng chiều hôm qua anh khiêm nói với Hưng sẽ về nhà bố mẹ chơi rồi cùng với chị Quỳnh và cả Hưng về nhà anh ấy ăn tối. Vậy thì không thể nào anh ấy có mặt ở quán ba được. Đang định ngồi dậy, cà chua nghe tiếng của bác Lan. Cô An cô tỉnh rồi đấy à, cô có bị đau đầu không ạ? À? Con Còn con làm sao đâu bác, tối qua con uống có vài ly thôi. Tự nhiên cậu trường cứ đòi đưa con về đây. Bác Lan vì lo cho ông chủ nên rục rã cà chua ừ vậy cô vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo tôi nấu cháo dưới bếp rồi đây ạ à? bây giờ tôi đi có việc đây bố mẹ cháu ra ngoài rồi hả bác bà lan nghe cà chua hỏi như vậy bà rưng rưng nước mắt ông chủ nhập viện rồi cô ạ à? giờ tôi phải qua bên đấy sáng hôm nay bà nhi gọi điện dặn dò rằng ông nhật không bao giờ muốn con cái biết mình bị ốm nhưng cả bà nhi và bà lan đều lo lắng không biết bệnh tình của ông Nhật sẽ ra sao, thế nên bà quyết định nói với cà chua. Con bé nghe đến đây bật dậy như lò xo. Cái gì cơ, bố cháu nhập viện à? Bà Lan mới sụt sùi kể tiếp. Tối hôm qua khi mà cô đi thấy mưa to nên ông chủ vội vàng đi tìm cô. Ông ấy thấy cô vào quán ba nên mới nhờ cậu trường đưa cô về. Ông ấy sợ vào trong đấy. Cô nhìn thấy mặt mình lại không vui Lỡ như có bạn bè của cô ở đấy Thì lại khiến cô khó xử Lúc cô ngủ Ông ấy sang Tôi nói rằng cô không có mệt lắm đâu Cô ngủ rồi Nhưng mà tôi thấy lúc đó Ông ấy có vẻ không ổn lắm Tuy nhiên cô biết rồi đấy Ông chủ không bao giờ muốn cho người khác lo cho mình Nhưng cả đêm ông ấy bị sốt Sáng nay bác sĩ Vương đến Và đưa ông ấy nhập viện lúc 5 giờ sáng cô ạ. À? Thôi, cô xuống ăn cháo đi. Tôi vào viện đây, chứ tôi lo quá. Những lời bác Lan vừa nói tựa như hàng trăm ngàn mũi dao đâm vào trái tim của cà chua. Nước mắt cô rơi lã trã từ bao giờ. Hình ảnh cao lớn, nụ cười hiền lành của bố. Hình ảnh những chiếc bánh bao nhân đậu đỏ bố làm vì sở thích lúc bé của cô. Món cháo đậu đỏ thơm ngon, bố hầm cho cô, vì sợ cô ăn bên ngoài không được đảm bảo. Từng lời nói, từng lời dạy của bố đang còn văng vẳng bên tai của cô. Và cay đắng nhất chính là lời nói tối qua của cô dành cho bố, người đàn ông đã hy sinh cả cuộc đời cho cô. Cả chua ơi là cả chua, mày quá ích kỷ và bất hiếu. Cả chua đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn bác Lan. Bác ơi. Bác chở con một chút, con không ăn đâu. Bác cho con đi cùng với ạ. À? Bà giúp việc gật đầu, cô bà chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Ở phía ngoài bà Lan chỉ biết khẩn cầu. Ông chủ ơi, cô cà chua hiểu vấn đề rồi. Cô ấy thương ông lắm. Ông phải cố gắng lên nhá. Mấy phút sau đó, cà chua trở ra, hai bác cháu tới bệnh viện. Vừa đến nơi cô thấy rất nhiều người ngồi ở đó. Có cả vợ chồng chú Vương Thăng, có cả cô Linh cô Thư Và cả cô Tú Vi Vậy chắc chắn là tình trạng của bố rất nghiêm trọng Nên mọi người mới đến đông đủ như vậy Cả chùa lúc này quỳ thụp xuống trước mặt mẹ Mẹ ơi Bố con đâu ạ à? Bà Nhi nhìn thấy cả chùa lại nghĩ ngay đến chuyện tối qua Bà bực mình lắm Bà tức đến đò bừng khuôn mặt Bác Lan sợ bệnh tim của bà tái phát Liền nhẹ nhàng vuốt sống lưng của bà Kìa bà Bà cứ bình tĩnh Tôi biết ông Nhật không muốn các con biết mình ốm Nhưng tôi sợ Nhỡ như ông có bể gì Nên tôi Bà cứ bình tĩnh Kẻo bệnh tim Rồi ai chăm ông Nhật Ông ấy không muốn nhìn bà thế này đâu à Rồi bác Lan chia ra một cặp lồng cháo Và nói với tất cả mọi người Bà ăn một chút rồi uống thuốc Chứ tôi trông bà nhọt nhạt quá Chắc là cả đêm bà thức trắng rồi nếu như bà ốm thì ông nhật buồn lắm đi ạ à? bà thường vi ngồi cạnh cũng nói thêm nhi này em ăn đi bác ấy nói đúng đấy cà chua lại càng nức nở mẹ ơi mẹ đừng giận con mẹ ăn đi ạ à? ở đây chắc chắn chưa có ai ăn vì em mà mọi người kéo đến như thế này bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường mà đừng có suy nghĩ ăn đi rồi uống thuốc anh nhật chắc chắn không sao đâu em à mọi người cứ nói cứ ép mãi bà nhi đành nuốt được ba thìa cháo rồi uống thuốc trợ tim mà người giúp việc đưa theo vào trong bệnh viện ánh mắt của bà vẫn không rời cánh cửa của phòng cấp cứu một lúc sau đó cánh cửa bật mờ bốn vị bác sĩ bước ra bà nhi vội vàng đứng dậy thiên vương vội vàng đỡ lấy tay của bà cô nhi cô uống thuốc chưa ạ à? rồi 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 cô uống rồi cô không sao chú nhật đâu con chú ấy có ổn không cô cứ bình tĩnh chú nhật bị sốt do bị viêm phổi không chỉ vì chuyện tối qua đi mưa đâu ạ à? con nghĩ chú nhật đi ô tô còn che rú nữa cơ mà nhưng con nghĩ chắc là do chú viêm phổi từ trước đêm qua đi mưa lạnh nên nhiễm lạnh và sốt cháu và bố cùng các chú các bác kiểm tra phổi và cho chụp cộng hưởng từ não bộ rồi Chú không có khối gì bất thường Nhưng mà chú Nhật bị chứng đau đầu vận mạnh Khi thay đổi thời tiết hoặc căng thẳng Áp lực sẽ đau Thậm chí đau dữ dội Sợ chú cần nhập viện mấy ngày để cháu điều trị dứt điểm viêm phổi Sau đó cháu kê thuốc bổ não Loại này rất tốt và giúp cho công việc lưu thông máu não Cô cứ yên tâm mà Cả chùa đưa đôi mắt sưng húp nhìn thiên vương Anh vương Anh nói thật chứ Bố em sẽ khỏe lại có đúng không ạ? Ừ, chắc chắn bố em sẽ khỏe lại. Thiên Vương gật đầu với cà chua, sau đó quay sang nói với bà Nhi. Bây giờ cháu phải đi giao ban đầu tuần. Các bạn y tá sẽ đưa chú về phòng bệnh. Cháu chuẩn bị phòng VIP để cho chú nghỉ ngơi. Chú tỉnh rồi đi ạ. À? Có thể trò chuyện và ăn cháo bình thường với cô. Cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm Vương à. Thiên Vương chào mọi người rồi rào bước đi trong khi tất cả lại chờ ông nhật được đầy ra cà chua vội vàng bước theo lưng của vương đến thang máy cô nói ngay anh kem bác sĩ vương dừng bước và nhìn lại thực ra qua câu chuyện của gia khiêm anh nhìn cà chua không còn mấy thiện cảm nhưng anh cũng không hẳn là ghét bỏ con bé ừ sao vậy em anh ơi có phải bố em bị bệnh nặng nhưng anh giấu mẹ em không anh cứ nói với em vì nếu không Thì tại sao các anh phải báo động đỏ Và có nhiều bác sĩ vào bên trong đến thế hả à? Không phải đâu Những gì anh nói lúc nãy là sự thật Vì chú bị đau đầu và sốt Nên anh cho báo động đỏ Để có cái nhìn toàn diện hơn trong việc trần đoán bệnh Còn bố anh và các chú vào Bởi vì lo cho chú Nhật Nên vào động viên chú ấy mà Em cứ yên tâm nhé Thằng máy vừa xuống đến trước mặt Tiếng tinh vang lên Trước khi bước vào thiên vương nhìn cà chua an này chú nhật là người hy sinh cho em rất nhiều vì vậy anh nghĩ chú ấy xứng đáng được yêu thương và tôn trọng đừng làm bố em buồn đó chính là liều thuốc tốt nhất cho chú lúc này đấy vị bác sĩ nói xong thì bước vào thang máy cà chua ngồi thụp xuống và khóc nức nở khóc một trận chán chê tuệ an hít một hơi thật sâu rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cô hiểu ra nhiều điều và điều gì là điều cần thiết với mình. Trong khi đó tại phòng bệnh của ông Minh Nhật, nhìn đôi mắt sưng húp của bà Nhi, ông Nhật đang cắm kim truyền mà ông cũng bật cười. Em làm sao thế kia, anh chỉ bệnh xoàng thôi, mà em gọi bao nhiêu người đến bệnh viện là sao? Không phải à, em chỉ gọi mỗi mình chị Tường Vi, rồi em thấy các anh các chị ấy cùng đến hết đấy chứ. Thôi nào, nín đi, ông thằng cười và lên tiếng anh nhật trả ra làm sao để cho người đẹp khóc nức nở không nguôi em nói thật nhé lúc nãy ngồi ở ngoài phòng cấp cứu không lẽ em lại kiếm đại một chiếc áo bờ lu mà chui vào phòng cấp cứu cho rồi chưa thấy nhì khóc mà nóng hết cả ruột anh khỏe nhanh lên mà an ủi người đẹp chứ chứ em nhỉ à, em chỉ an ủi được mỗi tường vi thôi ông trọng lúc này cũng chêm vào may mình học bác sĩ khó xử lý nhất là nhìn người phụ nữ khóc đấy. Lâu lâu làm nũng một tí, có đúng không anh Nhật? Bác sĩ Long lúc này chốt thêm một câu. Tóm lại là đàn ông không được ốm, nghe chưa? Bà Thư liếc chồng. Anh nhớ câu vừa rồi đấy nhá. Nếu anh chỉ cần hắt hơi sổ mũi, thì em đá anh xuống hồ bơi đấy. Cho anh bơi đến khi nào anh khỏe, anh tự lên thì thôi. Nghe chưa? Anh biết rồi, nhưng mà anh nói chưa hết. Nếu lỡ có ốm ấy, thì không bao giờ được để cho vợ khóc ừ nói thì hay lắm ông long quay sang nói với bà nhi nhi này em thấy vợ của anh chưa chồng ốm còn bị đá xuống hồ bơi đấy chứ không khóc như em đâu thế nên anh có dám ốm bao giờ đâu ông nhật nghe mọi người nói chuyện ông mỉm cười nói tiếp phiền mọi người quá mới sáng ngày ra không có gì đâu anh Chúng em nghe thằng nói như thế Đúng là hơi hoàng thật Ông Nhật nhìn sang vợ Thế em ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Bà Nhi chưa kịp trả lời Thì bà Tường Vi lên tiếng Ăn được hai thìa rưỡi cháo Không nổi thìa thứ ba vì nghẹn ngào đấy anh ạ. À, nhưng mà thuốc thì uống rồi Đúng là tội người nấu cháo thôi Mắt của bà Nhi đang sưng húp Nhưng mà bà cũng phì cười Các anh chị còn lo Huống gì là em nào Mà các anh các chị Đã ăn cái gì đâu Ông Nhật nói luôn Em đưa mọi người đi ăn đi Anh chuyển xong là khỏe ngay mà Không sao đâu Anh mệt có một tí Mà em gọi cả cái thành phố C đây Đến bệnh viện rồi đấy Tất cả là tại em lo cho chồng đấy Vậy anh ở đây với bác Lan nhá Nghe bà Nhi nói như vậy Ông Thăng vội vàng xua tay Ấy không cần em cứ ở đây với anh nhật bọn anh ra ngoài ăn được rồi đừng có khách sáo nghe anh không cần phải đưa bọn anh đi đâu ông minh nhật nhìn ông thăng vậy cảm ơn mọi người nhiều lắm xin lỗi vì không tiếp đãi mọi người tử tế bà tú vi im lặng nãy giờ mới lên tiếng anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe ra viện chúng ta tự họp một bữa vâng chắc chắn rồi mọi người cùng động viên ông nhật mấy câu rồi cũng đi ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Bà Lan cũng xin phép về để chuẩn bị cơm nước sau khi dục ông Nhật và bà Nhi ăn thêm mấy thìa cháo. Trong khi đó cà chua rửa mặt xong cô ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với bố mẹ sau những lời nói hỗn xược tối ngày hôm qua. Hít một hơi thật sâu cô quyết định bước về phía khu phòng VIP của bệnh viện. Bởi vì chưa biết bố nằm phòng nào nên cô vừa đứng vừa ngó nghiêng đang định hỏi mấy cô y tá Thì vừa lúc thấy các cô các chú bạn của bố Bước ra từ phòng VIP số 2 Cà chua liền tiến lại cúi đầu chào Dạ con chào các cô các chú Cảm ơn các cô các chú rất nhiều ạ à. Bà Tường Vi nói ngay Con bé này Nhìn mặt nó kìa Mặt mũi sưng hết cả lên rồi Đúng là con gái của mẹ Nhi Thế nãy giờ con đi đâu hả cà chua Dạ cháu cháu sợ bố có bệnh gì mà anh kem giấu mẹ Nhi nên cháu chạy theo cháu hỏi ạ. À? Ông Thiên Vĩ nghe như vậy cười hiền. Không có cái gì hết, anh kem không giấu đâu, anh ấy nói đúng đấy. Bố ổn rồi mà, thôi, con vào trong đi. Cả chua cúi chào mọi người cảm ơn mọi người một lần nữa, rồi chờ các cô các chú đi khuất, cô mê nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Cô hé mắt nhìn vào, mẹ Nhi đang ngồi cạnh giường nắm tay bố cô nghe mẹ thù thì anh đừng có suy nghĩ nhiều đến em cũng không chấp nhận được những gì con bé nói tối qua anh chăm bẵm nó từ lúc bé thơ mỗi lần nó ốm anh không để em phải thức khuya anh cứ bế con bé trên tay cả đêm nghĩ đến những gì anh làm cho nó anh chăm bẵm nó cho ăn cho học cái trường tử tế nhất bày vẽ kinh doanh bây giờ ở tuổi này anh còn đứng ra giải quyết hợp đồng giúp cho nó Bởi vì sợ nó kham Không nổi Thế mà Anh nghe Những gì nó nói đi Ông Nhật vội vàng vuốt tóc của vợ Thôi mà Sao thế Cả chua là con của anh Bố thương con chăm con Tạo điều kiện cho con là chuyện bình thường mà em Vừa lại em đừng nói với con Là anh bị ốm Anh dặn rồi con bé nó có nhiều việc Nó nhiều gánh nặng lắm Nó như vậy là quá giỏi rồi Bây giờ đừng để nó bận lòng Vì những chuyện như thế này Anh ốm một chút Thế mà em đã như thế này rồi Nhưng mà em sợ Mình Nhật Anh đừng như thế này nữa Lúc đấy em sợ lắm Còn một thân ảnh nữa cũng đang khóc Cà chua đứng ở ngoài Bịt chặt miệng mình Để khỏi bật ra tiếng nấc là cô sai cô thật đáng trách bố cô dù không phải là ruột già nhưng còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần người được gọi là ruột thịt của cô vậy mà cô đã làm gì với bố minh nhật thế này cô đã làm gì chứ cô hỗn láo vô ơn bất hiếu mọi từ ngữ xấu xa nhất đều có thể đặt vào cô lúc này tuệ an lúc này lao lại quỳ thụp xuống một bên giường bệnh khóc lóc bố ơi bố con xin lỗi Con xin lỗi bố mẹ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 9 của câu chuyện Khắc tên vào tim em Được viết bởi tác giả An Yên Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong buổi trưa ngày hôm nay Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này Sau khi một cô bé cà chua biết rõ Về tình cảm của mình dành cho Gia Khiêm đó chính là tình cảm đơn phương. Lúc đầu thì cô ấy muốn tranh giành, muốn giành giật, muốn bảo vệ tình yêu, nhưng mà đến sau cùng, khi nghe những người lớn nói chuyện và thấu hiểu thì bây giờ cô ấy đã chấp nhận và liệu rằng còn chuyện gì xảy đến với những người trong câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 10 của câu chuyện. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại